Hôm nay mình sẽ nói về cái vụ phông chữ anh em. Có nhiều anh em hỏi là muốn thiết kế phông chữ cho khách đó mà không biết thiết kế như sao đó. Mình thí dụ như mấy cái phông chữ không, mấy phông chữ mà mình muốn muốn có để mình làm cho khách ha. Những cái phông chữ thì đầu tiên anh em muốn có phông chữ thì anh em phải đi tải mấy cái phông chữ về ha. Mình tải về, mình muốn tải về thì bây giờ mình mới lên cái trang này là dapot.com, dapot.com hả nè, đó, dapot.com nó sẽ ra cái trang như vậy. Mình sẽ tìm mấy cái phông chữ nào mình cảm thấy thích đó, thì mình sẽ tải nó về. Bây giờ mình ví dụ như mình vô cái mẫu chữ Gothic này đi, đó, ha, là nó sẽ có rất nhiều cái kiểu chữ à, đó. Anh em nhìn qua bên này anh em thấy cái một cái chữ win down lo nè ha, rồi mình nhấp vô mình down nó về, ha. Mình nhấp vô mình đào nó về đó, mình đào nó về đó. Anh em cứ kiếm những cái mẫu chữ nào đó, cái mẫu chữ nào đó mà anh em thích, hay là những cái mẫu kiểu nữa, rất là nhiều kiểu ở trong này, nó có cả triệu kiểu đó anh em, nó rất là nhiều kiểu ha đó. Rồi anh em cứ tìm từng kiểu một mà anh em cái kiểu nào mà ngon á ha, thì anh em tải nó về ha. Bấm download nó về, anh em tải nó về đó. Tải nó về xong thì anh em tải hết những cái phông chữ mà mình thích từ đó, thì anh em vào tới mục mà anh em đã tải về ha. Cái mục tải về, anh em tải về đâu đó mình không biết ha. Tải về xong thì mình mới giải nén nó ra, mình giải nén nó ra bằng cách là mình nhấp chuột phải vô nó ha, mình giải nén đó, nó sẽ ra cái phông chữ đó, cái phông chữ đây này đúng không. Bây giờ mình copy nó, mình copy cái phông chữ này. Rồi mình đi vô cái, nếu như anh em xài Win 10 thì anh em vô vô cái mục này ha, diện mạo và cá nhân ha. Là cái mục nó có cái hình hình này ha. Nếu như anh em xài tiếng Anh thì nó kiếm cái hình này là Win 10 ha. Đó, anh tạo thấy cái chữ phông ha. Anh nhấp đôi vô chữ phông thì nó mở ra đó, thì đây là phông chữ mình đã cài rất là nhiều trong này rồi đó. Rồi anh em nhấp vô đại vô một cái nào đó, xong anh em để anh em copy rồi đúng không. Bây giờ anh em cùng chọn V ha, chọn V là bỏ ra vô đó, là phông chữ đã có rồi nè, mình bấm Z ha, nó nghĩa là mình chưa có thì mình sẽ tải vô, hay nó có bao nhiêu cái đó mình cứ tải vô, mấy trăm mấy ngàn cái gì đó ha. Đây mình đã tải là gần 1.000 cái phông chữ rồi. Khi tải vô phông chữ rồi xong thì anh em mở cái phần mềm Corel lên ha, Corel lên, ví dụ mình đánh cái chữ tattoo đi. Đó. Bây giờ mình phóng lớn cái chữ ra cho anh em dễ nhìn đó, cái chữ tattoo đúng không. Và anh em nhìn lên 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 trên này có cái chữ AE chữ này đúng không. Và anh em nhấp cho nó, nhấp cho cái mũi tên này, này đó, nó sẽ ra một đống chữ rồi nè, thấy không đó. Để mình kéo qua bên này cho nó dễ nhìn đây đó. Cứ mình cứ kéo xuống cái mẫu nào đó thì nó sẽ hiện cái dòng chữ đó ra này, không đó, anh em cứ vậy là anh em chọn cái phông chữ ha, làm phông chữ cho khách đó, đó. Đó mình sẽ mở ra đó, cái phông chữ hồi nãy mình tải về nó nằm trong này hết rồi, thấy không đó. Cứ vậy là mình lựa từng phông chữ một, mình cứ phông chữ nào đó mà khách yêu cầu thì mình in ra mình vứt ha, đó, lấy lực lúa nên không đó ha. Đó là mình cách mà làm cái phông chữ nhẹ nhàng đúng không. Còn những cái phông chữ hồi nãy mà mới đầu tiên mình thấy mình giới thiệu á, cái phông chữ là phông chữ người ta là phông chữ Chicano anh em. Chicano nghĩa là phông chữ đó người ta thường thường người ta viết tay á, nên cái phông đó nó không có ở trên mạng. Anh em kiếm cái phông nào nó gần gần giống ha, nó gần gần giống cái phông đó thôi, rồi anh em thiết kế thêm mấy cái lượt lượt, mấy cái gì đó, mấy cái dòng dòng, mấy cái bay bay đó ha, thì nó sẽ ra nha cái phông chữ mình mong muốn. Ví dụ như mấy cái phông chữ ở đây Chicano Post đó, những phông chữ nó bay lượn rất là nhiều ha, những cái uốn lượn này, những cái uốn lượn rồi, thấy không. Mấy cái này là mình phải vẽ thêm ha, mình phải vẽ thêm chứ nó không có sẵn những cái mẫu này để cho mình làm đâu. Không, cái này là người ta vẽ tay, người ta thiết kế bằng bút, cho nên anh em không thể nào mà trong cái máy mà mình làm ra được những cái chữ giống như vậy.
những cái chữ giống như vậy. Đó. Nên bởi vậy nên em kiếm cái phông chữ nào đó ha, kiếm cái phông chữ nào đó nó gần giống cái mẫu mà người khách ta muốn á, xong anh em biến thể thêm, anh em thêm mấy cái lực lượng phía dưới hay cái gì đó, hay cái khoảng trống khoảng đen nào đó anh em, cứ vậy là mình sẽ ra được một cái chữ cho anh em. Đó, ví dụ bây giờ mình anh em thấy cái chữ này đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm cho anh em là anh em, nhưng thường thường là mình xem ở trong vòng ngực cái chữ nó uốn lượn vậy đúng không anh em, thấy không, uốn lượn này đúng không? Thì bây giờ mình làm sao để cho được cái chữ nó uốn lượn cong như vậy, thì anh em nhấp cho cái vòng tròn, anh em thấy cái vòng tròn bên cầu đeo nó có cái vòng tròn nè, đó vòng tròn, nhấp cho cái vòng tròn đó, bây giờ mình sẽ kéo nhấp chuột trái và kéo một cái vòng tròn ha, đó là cái chữ nè, cái chữ nó cong như vậy đúng không, đó xong đúng không, khi có cái chữ nó tạo một vòng tròn cong vậy ha, mình ước lượng cái vòng tròn nó cong như vậy, xong mình bo bên này nhấp cái chữ A bên này ha, chữ A bên này nó có chữ A, nhấp cái chữ A, cái mình để cái mình di chuyển cái chữ A qua bên này, khi mình nhìn thấy đây cái biểu tượng giống như vậy tức là nó đã được rồi ha, đó, cái là mình nhấp vô nó sẽ ra cái chữ nhấp nháy, là mình đánh chữ vô, ví dụ mình đánh chữ tattoo luôn đi. Này nó bị ngược thì mình chỉnh nó lại ha. Đây, ở trên này ha. Ở trên này nó có nhiều kiểu nè, anh em nhấp này nó ngược lại nè, nhấp này nó lên trên nè, đó thấy không, đó mình chỉnh đủ kiểu trên đời hết ha. Đó. Xong bây giờ mình mới kéo cái chữ nó dài nè, đó mình di chuyển nó vô chính giữa, không chữ nó chưa dài, nó đủ dài, nó cong thì mình viết thêm mấy chữ này cho nó dài ra, cho nó đủ cong vậy ha. Ví dụ vậy đây, đó thấy không, cái chữ đó đã cong rồi, thấy không, nó đã cong theo cái dòng này rồi, đúng không, đó bây giờ mình mới kéo bự cái lớn nè, đó nó đã ra cái chữ cong rồi ha, cái chữ cong theo mình mong muốn, giống như mình làm trên ngực này là nó sẽ cong theo cái dòng ngực của mình nè, đó đúng không, nó cong theo cái dòng ngực của mình. Tiếp theo rồi mình, lúc đó mình mới chọn phông chữ, đó nè, chọn phông chữ. Kiếm mình nhấp cho cái chữ này, và mình nhấp cho cái khi nào mình thấy cái mấy cái ô vuông nó nằm trong cái chữ này á, thì tức là nó là ở cái chữ này, rồi mình tiếp tục mình tìm cái chữ nào mà mình mong muốn ha, mình lưu ý đó ha. Bây giờ ví dụ mình lưu ý cái chữ này rồi đúng không, nó ra cái vòng tròn bự vậy đúng không, đó mình nhấp được cái vòng tròn này thông thôi đó, mình bấm chữ delete đó, nó mất cái vòng tròn đi đúng không, đó giờ nó còn cái chữ không thôi đúng không, giờ có cái chữ này là mình mất, giờ mình in ra thôi, in ra là lên cho khách ha. Cái phông chữ nào mình muốn mình tạo ra ha. Mình muốn nữa thì mình thêm những cái uốn lượn vòng bên này là nó sẽ ra đúng không, đó bây giờ mình đã chỉ cho anh em cái cách là tạo phông chữ ha. Kiếm phông chữ, tạo phông chữ rồi, cách làm phông chữ và hình tròn uốn lượn. Nếu như anh em mà không muốn kiểu mà tròn ôm ngực này, anh em có thể làm theo kiểu mà uốn lượn gì đấy cũng được ha. nhiều rất là nhiều ha. Mình cứ vẽ nó ra là mình làm thôi. Rồi chào anh em nha. Đó, có gì anh em cứ bình luận ở dưới phía dưới đi, bình luận ở dưới cho mình những mình yêu cầu cái gì đó, rồi mình sẽ làm cho anh em xem. Nha, mình biết cái gì thì mình chỉ cái đó nha. Rồi chào anh em. Nhớ đăng ký kênh và cho mình một like nha anh em ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều.